Nên dùng serum HA hay là serum B5 thì cũng là một câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ dành cho Chí Hiếu. Thông thường thì các bạn sẽ cần phải hiểu xem là cái cơ chế của từng loại serum như thế nào để chúng ta có thể có câu trả lời phù hợp nhất nhé. Đầu tiên là Hiếu sẽ phân tích về cái hoạt chất HA. HA nó chính là một trong những hoạt chất hoạt động hai chiều. Nó sẽ lấy cái độ ẩm từ ngoài môi trường để đưa vào làn da của chúng ta để cấp thêm độ ẩm cho làn da của chúng ta. Nhưng tuy nhiên vì nó hoạt động hai chiều cho nên đến một thời điểm nào đó nó sẽ lại lấy cái độ ẩm ở trong da của chúng ta để đẩy ra ngoài môi trường. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ cần phải sử dụng kết hợp với B5, bởi vì B5 là một trong những cái hoạt chất để giúp cho tạo cái màng bảo vệ ở trên da của chúng ta, và nó sẽ ngăn lại cái việc là làm thoát cái lượng nước ở trong da của chúng ta ra ngoài môi trường. Và vì thế cho nên là bạn có thể có hai cách bạn dùng kết hợp giữa serum HA cùng với serum B5, hoặc là bạn sẽ sử dụng một cái sản phẩm nào đó mà vừa có HA vừa có B5 để đạt được hiệu quả giữ ẩm và dưỡng ẩm trên da của chúng ta tốt hơn nha.